Cuộc sống mang đến cho chúng ta những món quà, và ai cũng có thể tự mình đón nhận những món quà ấy. Đó là những chuyến đi. Qua mỗi chuyến đi, bạn sẽ học được nhiều hơn từ những cảnh vật, con người mà mình đã từng gặp gỡ và tiếp xúc. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng tôi mở tiếp món quà và trải nghiệm, tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo và ý nghĩa tại vùng biển Sơn Cước, Lục Ngạn, Bắc Giang nhé. Xin chào các bạn, tôi là Lê Sen và chúng ta đang đồng hành cùng với chương trình Sắc Màu Bắc Giang. Ngày hôm nay tôi đang ở một nơi vô cùng đặc biệt. Đó là một nơi mà chỉ cần một tiếng gà gáy thôi là cả hai tỉnh nghe thấy. Đó là tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang. Nơi tôi đang đứng đó chính là thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và ở đây có điều gì thú vị, chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ nhé. Tân Sơn là một xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn, cách thị trấn Chũ khoảng 40 km theo hướng đông bắc. Tỉnh lộ 290 nối tiếp quốc lộ 279. Tại thôn Bắc Hoa có những ngôi nhà trình tường cổ tuổi đời hàng trăm năm thấp thoáng bên gốc đào, cành mận. Những con người chịu thương, chịu khó làm ra nhiều sản vật ngon nức tiếng xa gần. Có điệu hát song hao tha thiết, vấn vương tình yêu đôi lứa. Bắc Hoa hiện có 157 hộ, hơn 700 nhân khẩu đều là dân tộc Nùng. Mùa xuân là mùa của tình yêu đôi lứa và cũng là mùa hát giao duyên của các dân tộc Nùng, Cao Lan, Sán Diều, Sán Chí của huyện Lục Ngạn. Hiếm có nơi nào lại duy trì được hát dân ca mạnh như ở nơi đây. Tạm chia tay với những lời ca tiếng hát giao duyên và ngay sau đây thì tôi sẽ đến cùng với những nếp nhà, những mái ngói rất độc đáo và những món ăn rất tuyệt vời nơi đây. Hãy cùng lên xem khám phá ngay bây giờ nhé. Bắc Hoa là nơi có địa thế đẹp, lưng tựa vào núi, có con suối dài, trước mặt có đồi thấp, dưới chân đồi có thể vỡ ruộng bậc thang để sinh cơ lập nghiệp lâu dài. Từ hàng thế kỷ trước, cha ông ta đã để lại cho con cháu gần 100 ngôi nhà trình tường truyền thống. Những ngôi nhà trình tường đất đơn sơ mà cả trăm năm vẫn nguyên vẹn, bền bỉ. Bác ơi, cháu thấy những ngôi nhà ở đây thì có kiến trúc vô cùng độc đáo, từ bức tường cho đến mái ngói, thì không biết là bác có thể là giới thiệu cho cháu biết được về ngôi nhà này như nào không ạ? Đây là các cụ người xưa nó chọn đất tường phẳng do cái khôn của mình đi chọn cái máng tre phẳng thì bắt đầu ép vào nó mới trình được. Và trong cái tường nó có cái lõi. Phải cho lõi vào đó, từng đạn cây tre dài dài thế này nó bằng cái lõi nó sau này nó được kéo nhau xê xứt. Nó phẳng. Đến với Bắc Hoa, tôi có cơ hội được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon và độc đáo ở đây như xôi ba màu, bánh vắt vai và khao nhục. Đây đều là những món ăn ngon và độc đáo của những người dân tộc thiểu số nơi đây. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé! Để tạo ra những màu sắc hấp dẫn của món xôi ba màu, đồng bào sử dụng những nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên, đó là lá cây cầm đỏ, cây sau sau trên rừng, nghệ và gạo nếp cái hoa vàng. Theo quan niệm, vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình người Nùng thường làm xôi để cúng tổ tiên, thành tâm với tổ tiên để phù hộ cho con cháu. Một ngày trải nghiệm ở Bắc Hoa, với khung cảnh đồi núi chập trùng và bạt ngàn màu xanh của rừng, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình thơ mộng. Được thăm những ngôi nhà cổ trình tường, xem dệt khăn, áo chàm thủ công truyền thống, thưởng thức những món ăn ngon đặc sản, lắng nghe những câu hát giao duyên thắm tình đôi lứa, hẳn là điều hấp dẫn với rất nhiều du khách. Người Nùng Bắc Hoa là một khối thống nhất, trung lưng đấu cật, đôn hậu nghĩa tình. Người đến trước giúp người đến sau, cùng vươn lên bắt nhịp cuộc sống mới. Bắc Hoa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, đang chờ du khách đến thăm và khám phá. Hãy cùng Sắc Màu Bắc Giang đồng hành cùng với những chương trình mới để chúng ta sẽ cùng khám phá về quê hương con người Bắc Giang trong những số tiếp theo, quý vị nhé. Quê em đó một vùng cao ngọt ngào câu quan họ dịu dàng khúc song hào.